giả mạo, ngươi có tư cách gì? Ông Quy! Ồ, có chuyện gì vậy? Mau đưa tôi về đi, tôi không muốn ở đây nữa. Ân nhân, cậu hãy bình tĩnh lại. Tôi không làm được đâu. Ông Quy, tại tôi mà cả một gia đình bị xử tử. Tôi đâu biết họ tội gì. Họ có tội, trước sau gì chẳng phải chết. Đâu phải cậu vu khống cho họ. Nhưng mà lỡ đâu có gì khuất tất. Tôi không phải vua, tôi đâu biết điều tra cái gì. Lỡ họ bị oan thì sao? Ân nhân, cậu đi đâu đó? Tôi sẽ ra cái hồ ban đầu, rồi nhảy xuống. Tôi phải về lại thế giới của tôi. Tôi thà không được hát nữa, còn hơn phải ở đây quyết định sự sống chết của người khác. Tưởng đem về đây sẽ giúp được cậu ấy, không ngờ mọi chuyện ngày càng tệ. Hay quay lại thuyết phục hoàng thượng ha. Sợ quá. Ủa, hay là đành liều vậy. Biện pháp cuối cùng. Tóm lại là có ít nhất là hai bên trong vụ này. Một bên kích động gây ra vụ biểu tình an toàn lao động, một bên liên quan đến cái chết của cô gái tại công trường. Và hai bên này đều có ý đồ xấu với tập đoàn SSY. Sao anh lại nghĩ vụ thứ hai cũng là có người hại SSY? Lỡ đâu chỉ là một vụ tai nạn vô tình dính líu tới công trường thì sao? Khi bảo vệ công trình phát hiện ra cô gái là vào lúc 10 giờ tối thứ năm, ngay sau đó ông ta đã gọi báo cho công an. 10 giờ 30 công an đã đến hiện trường. 11 giờ tối người phụ trách công trường được thông báo về vụ án. 11 giờ 15 ông ta đã nhắn tin rồi gọi điện khẩn cho cấp trên để thông báo, và SSY đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ tin tức và những video quay hiện trường. Tuy nhiên sáng thứ 6 tin tức vẫn lan ra rất nhanh và cánh phóng viên nhà báo đã kịp đến nơi để quay bản tin. Tức là tin tức nội bộ đã bị mua chuộc. Dù cho tai nạn đó là vô tình hay cố ý thì cũng đã có người thừa nước đục thả câu. Là anh em của Tùng hả? Nhưng tôi không hiểu, chẳng phải SSY là tập đoàn của Chung sao? Họ phá hoại như vậy, đến lúc họ thực sự chiếm được công ty thì công ty cũng chẳng còn thanh danh gì nữa rồi. Quan trọng là khối tài sản bên trong, còn tên thương hiệu đổi mới cũng được. Tuy hơi phiền hà một chút nhưng không thành vấn đề. Có điều tôi không hiểu tại sao Lê Huy cũng có mặt ở mớ bồng bông này. Cậu ấy đóng vai trò gì trong drama này? Cậu ta là người quen của Trần Tùng. Chỉ vậy thôi á? Sao lại có chuyện vô lý như vậy được? Đâu thể khơi khơi hại ai đó chỉ vì người ta quen biết nhau. Có đó, luôn có những kẻ điên như vậy. Cô chỉ chưa biết tới thôi. Đinh Kiệt, anh điều tra được gì rồi? Bẩm hoàng thượng. Ủa, muốn chiếu địa. Nãy giờ anh đứng ở đâu vậy? Ta vẫn luôn ở đây mà, chẳng qua ta che giấu khí của mình thôi. Như phim kiếm hiệp vậy trời. Như Lâm sắp đặt, ta vẫn luôn theo dõi người đàn ông đã kích động mọi người tại công trình. Quả nhiên ông ta có gặp riêng một người để nhận tiền và chỉ thị từ hắn. Và anh đã chụp lại đúng như cách tôi dặn chứ? Dĩ nhiên, ngươi dặn sao thì ta làm y như vậy. Thời đại này thật tiện lợi, dễ dàng có được bằng chứng. Vụ biểu tình này coi như xong. Cái này thì có gì chứ, có thấy cái gì đâu. Thấy mà. Ta thấy bằng hai mắt thường của ta rõ lắm.